Thì cái thông điệp mà hôm nay mình muốn chia sẻ với lại hội thánh của là chính là tình yêu thương của Chúa. Tình yêu thương của Chúa, xin hội thánh chúng ta hãy mở ra sách Giăng 1 chương 4. Và chúng ta hãy xem Giăng 1 chương 4 ở cuối sách cuối thứ đời trang 304. Giăng 1 chương 4 từ câu 7. Câu 7 đến câu 10. Thưa anh em yêu dấu, chúng ta hãy yêu thương nhau vì tình yêu thương đến từ Đức Chúa Trời. Ai yêu thương thì sinh bởi Đức Chúa Trời và nhận biết Đức Chúa Trời. Ai không yêu thương thì không nhận biết Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta đã được bày tỏ trong điều này: Đức Chúa Trời đã sai con một của Ngài đến trần gian để chúng ta nhờ con ấy mà được sống. Tình yêu thương ở trong điều này không phải chúng ta đã yêu thương Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu thương chúng ta và sai con Ngài làm tế lễ chuộc tội chúng ta. Dạ, tình yêu thương của Chúa. Thì chúng ta chắc ai cũng biết, ai cũng nhớ một cái câu mà rất là quen thuộc, tức là trong sách Giăng 3:16. Chắc chúng ta đều nhớ được cái câu đó mà ông Giăng đã viết: vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài. Ngài yêu thương chúng ta rất là nhiều. Ngài yêu thương chúng ta rất là nhiều. Chúng ta cứ ngồi chúng ta nghĩ đi. Con cái chúng ta rất yêu thương nó. Chúng ta có dám ban nó để làm một cái vật hy sinh để mà cứu người khác không? Chắc chắn khó lắm các anh chị. Đồ con cái chúng ta chỉ cần bị chạy vi chức sức, chạy vi chóc vẫy tí thôi là chúng ta đã thấy xót xa trong lòng rồi. Hoặc là nó chỉ ho hen khọt khẹt tí thôi chúng ta cũng cảm thấy đủ thứ hết trơn à. Nhưng mà Đức Chúa Trời thì Ngài, vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho Ngài, tức là Chúa đã yêu thương chúng ta, yêu thương một cái tình yêu thương đến nỗi chúng ta đâu có là gì đâu. Chúng ta là những người, nếu nói chúng ta là khi mà chúng ta là những người phạm bị những tội nhân, chúng ta là những người có nói thể là làm nhiều chuyện tùm lum tà la, chúng ta không phải là những người tốt, chúng ta cũng không phải là những người gì đó để mà Chúa phải cứu chúng ta. Nhưng mà vì cái tình yêu thương của Chúa mà Chúa đã cứu chúng ta, Chúa đã ban con một của Chúa là Đức Chúa Giêsu xuống đây để mà chịu chết và chịu đau đớn, chết trong sự sỉ nhục, chết trong sự đau đớn để cứu chúng ta. Những cái hành động này chúng ta thấy Chúa đã, tình yêu thương của Chúa quả là không có thể nào mà chúng ta đền đáp được. Vậy thì Chúa đã yêu chúng ta như vậy. Chúng ta đi, khi chúng ta nói về tin lành, chúng ta hãy nói về cái tình yêu thương của Chúa. Bởi vì chính cái tình yêu thương này không hề có ở đâu hết, không có ở bất kỳ một cái tôn giáo nào. Cái tình yêu thương này của Chúa là một cái tình yêu thương vô điều kiện, tình yêu thương mà Chúa có thể mà làm cho người ta có thể thấy rằng cảm động mình. Bởi vì tại sao Chúa lại phải chịu chết trong đau đớn để mà cứu mình? Mình đâu phải là gì mà Chúa phải chịu chết để cứu mình, để cho mình được sống đời đời, được thoát khỏi tội lỗi, được có một cái cuộc sống đời đời với Chúa. Thì rõ ràng chỉ vì cái tình yêu thương này thôi cũng đủ để chúng ta hãy phải nhận Chúa, tin nhận Chúa và yêu thương Ngài. Và cho dù chúng ta yêu thương Chúa đến mức độ nào thì tôi nghĩ cũng không thể đáp hết được cái tình yêu thương mà Chúa dành cho chúng ta. Tình yêu thương của Chúa đối với chúng ta là một tình yêu thương vô điều kiện. Chúa yêu chúng ta không phải là vì chúng ta xứng đáng, hay Chúa yêu chúng ta không, chúng ta không phải vì chúng ta là ai, hay chúng ta cái công việc chúng ta làm cho Ngài. Nhưng Chúa yêu chúng ta là vì Chúa yêu chúng ta. Chúa yêu chúng ta, tình yêu thương của Chúa dành cho chúng ta, nó không phải là một cái cảm xúc như chúng ta con người đối với nhau.
Thế tình yêu con người đối với nhau nó phụ thuộc vào cái cảm xúc nữa. Nhưng đối với Chúa không. Chúa yêu chúng ta vì Chúa yêu chúng ta, nó không có phụ thuộc vào cái cảm xúc. Chúa yêu chúng ta vì Chúa thấy, Chúa thương chúng ta và Chúa muốn cứu rỗi chúng ta ra khỏi sự chết đời đời. Chúa muốn đưa chúng ta về cái sự sống. Và vì Chúa yêu chúng ta nên chúng ta thấy rằng chúng ta sẽ nhận được cái sự dạy dỗ, khiển trách, sửa phạt của Chúa. Nhiều lúc cũng rất là đau. Thì chúng ta ngày xưa chúng ta cũng biết rằng, các cụ nói rằng yêu cho roi, cho vọt, ghét cho ngọt, cho bùi. Thì Chúa, vì Chúa yêu chúng ta, Chúa mới khiển trách, sửa phạt chúng ta khi chúng ta làm một điều gì đó làm lỗi. Và vì Chúa yêu chúng ta nên khi chúng ta sắp sửa sai phạm cái điều gì thì tự nhiên chúng ta thấy Đức Thánh Linh ở trong lòng nhắc nhở không được. Và là Chúa nói rằng con sai rồi, con phải làm thế này mới đúng. Tại vì Chúa yêu chúng ta, nếu không yêu chúng ta thì mặc kệ, làm gì thì làm, không quan tâm. Chúng ta cũng thấy đó, đối với chúng ta, khi chúng ta yêu con cái chúng ta thì chúng ta phải dạy dỗ, chúng ta phải sửa phạt nó, chúng ta cũng khiển trách nó, chứ không phải lúc nào cũng yêu chị cũng buôn tuồn theo cái ý muốn của nó. Nó muốn gì thì chiều nấy, nó muốn gì chiều nấy, cái đó không phải là tình yêu thương, không phải là tình yêu thương thật sự, không phải là tình yêu thương thật sự. Mà tình yêu thương thật sự thì sẽ dạy dỗ, khiển trách, sửa phạt để cho chúng ta sẽ hoàn thiện, con người chúng ta hoàn thiện, để cho chúng ta xứng đáng, cho chúng ta hoàn thiện, để cho chúng ta không vướng vào những cái tội lỗi. À, vì Chúa yêu thương chúng ta cho nên Chúa cũng rất là quan phòng, che chở, bảo vệ chúng ta, Chúa chữa lành cho chúng ta, và cũng chưa như Chúa cũng sẽ chu cấp cho chúng ta. Nhưng chúng ta phải nhớ rằng cái tình yêu thương Chúa đến đây để Chúa mang đến cho chúng ta trang một cái sự sống đời đời, để Chúa giải thoát chúng ta khỏi cái tội lỗi. Nhưng không phải Chúa đến đây để mà Chúa đáp ứng những cái nhu cầu đòi hỏi của chúng ta. Chúa đến để cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi. Chúa đến để đưa chúng ta đến cuộc sống đời đời. Chúa đến để Chúa dạy dỗ chúng ta thành một con người giống Chúa. Giống Chúa. Chúa không đến để Chúa chu cấp tất cả những cái nhu cầu, trần thế mà chúng ta đòi Chúa, muốn Chúa đáp ứng. Chúa không đến để làm điều đó. Bởi con người xác thịt của chúng ta thì có rất là nhiều điều chúng ta muốn Chúa đáp ứng. Nhưng Chúa không đáp ứng những cái điều mà không đúng. Giống như chúng ta là cha mẹ đối với con cái cũng thế. Chúng ta yêu thương con cái mình. Không phải là chúng ta đáp ứng hết tất cả mọi cái đòi hỏi của con cái mình. Cái đó không đúng. Mà chúng ta sẽ phải dạy dỗ cho con mình có trở thành một con người lương thiện, một con người tin kính Chúa, một con người sống không có mắc vào những cái tội lỗi hay là xa vào những cái cám dỗ của thế dạy của cái xã hội này. Chúng ta không phải đáp ứng mọi đòi hỏi con mình muốn gì là mình đáp ứng, muốn gì là đáp ứng 100% và không phải vậy. Thì Chúa, khi Chúa đến thế gian, Chúa đến để cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi, Chúa đến để đưa chúng ta về đến cuộc sống đời đời. Chứ Chúa không đến để đáp ứng cho tất cả những cái nhu cầu đòi hỏi của chúng ta. Amen. Cảm ơn Chúa. Và chính vì thế chúng ta sẽ được Chúa dạy dỗ, sửa phạt và khiển trách. Và mỗi khi chúng ta được Chúa dạy dỗ, sửa phạt và khiển trách thì chúng ta hãy amen, cảm ơn Chúa. Vì điều đó là cái tình yêu thương của Chúa. Vì tình yêu thương Chúa sửa phạt khiển trách. Chứ không phải Chúa ghét chúng ta mà Chúa sửa phạt khiển trách. Và thậm chí nhiều khi cái sự khiển trách đó rất là đau đớn. Chứ không phải là nó nhẹ nhàng đâu. Nhiều khi khiến cho rất là đau và khiến chúng ta hỏi, ủa Chúa có thương con không vậy mà sao Chúa lại làm thế này? Không, Chúa thương. Nhưng mà chính vì Chúa thương cho nên Ngài mới khiển trách đau như vậy. Nếu mà Ngài không làm đau như vậy thì mình không tỉnh, không thức tỉnh. Cho nên hãy amen, cảm ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh. Cảm ơn Chúa. Thì tình yêu thương của Chúa, chúng ta thấy là tình yêu thương từ bao la, tình yêu thương vô điều kiện như vậy. Thì chúng ta con cái Chúa, thì chúng ta là con cái Chúa thì chúng ta cũng phải có cái tình yêu thương đó ở trong chúng ta. Chúng ta là con cái Chúa thì chúng ta cũng hãy có cái tình yêu thương của Chúa trong chúng ta. Thì người ngoài người ta sẽ nhìn vào chúng ta để mà thấy Chúa.
Nếu chúng ta nói chúng ta là con cái Chúa mà chúng ta không có được cái tình yêu thương đó, thì chúng ta hãy cầu nguyện Chúa, xin Chúa hãy giúp chúng ta, cho chúng con có được cái tình yêu thương của Ngài. Tình yêu thương của Ngài. Bởi vì thói thường thì chúng ta là con người, thì chúng ta chỉ có, thường là chúng ta chỉ có dễ yêu thương những người nào mà chúng ta thấy dễ thương, những người nào mà chúng ta thấy là thấy người ta cũng thương mình thì mình cũng thấy khoái khoái, mình cũng dễ yêu thương người ta. Hoặc là những người thấy người ta lo lắng cho mình, hay là thấy người ta làm mình vừa lòng, người ta tốt với mình, thì những người đó thì mình cảm thấy thích và mình dễ có yêu tình yêu thương với họ. Đó là vì tình yêu thương đó dựa trên cảm xúc. Cảm xúc. Còn những người nào chả sự gì cho một đứa trẻ mà trông nó lem lúc tới giờ cho chỉ thấy ghê quá, cảm thấy không thương được. Nhưng mà nhìn thấy một đứa bé, ôi nó dễ thương quá, nó mập mạp, nó mũm mĩm, nó dễ thương, thì tự nhiên mình thấy thương. Thấy thương. Rồi hay là thấy người làm tổn thương mình, người không ủng hộ mình, người mà làm gì đó mình không ưa, tự nhiên mình không ưa, nhìn đó không ưa. Rồi thì thường là chúng ta thấy không thể thương nổi, tự nhiên chúng ta không muốn thương, không muốn thương. Thì đó là tình yêu thương dựa trên cảm xúc. Và đó là cái tình yêu, là cái người chúng ta nó như vậy, nó như vậy. Mà cái đó là không đúng, nó là không đúng. Bởi vì với Chúa, chúng ta thấy rằng ngay trong Giăng 3:16, Chúa đến để cứu thế gian. Chúa đâu có phân biệt đâu, ta chỉ cứu những người nào dễ thương với ta, hay là ta chỉ cứu những người nào mà làm ta vừa lòng, còn những người khác không, đâu có đâu. Chúa cứu tất cả chúng ta, tất cả không trường một ai. Chúa muốn cứu tất cả chúng ta không trường một ai. Và Chúa đã yêu thương chúng ta một cách vô điều kiện. Vô điều kiện. Là Chúa cứu tất cả chúng ta không trường một ai. Chúa sẽ, tất cả những ai nhận Ngài thì Chúa sẽ đến. Tất cả ai Chúa sẽ đến và Chúa cứu. Còn những ai chưa nhận Ngài thì Chúa vẫn bền bỉ. Chúa vẫn theo dõi. Chúa vẫn tìm cách để mà Chúa có thể cứu được. Chúa vẫn bảo rằng đâu phải là có rất nhiều tội nhân, có rất nhiều người phỉ báng Chúa, nhưng Chúa cũng không bỏ đâu. Chúa cũng sẽ bảo cho chúng ta tìm cách để cho chúng ta làm sao để mà có thể cứu được họ. Những người xa vào những cái tội lỗi, xa vào tội lỗi thế này, Chúa đâu có bỏ. Những người mà bị xì ke ma túy, những người trộm cắp, những người giết người, Chúa cũng đâu có bỏ. Chúa cũng sẽ tìm cách để mà đưa tin lành, đưa đem họ thấy được tình yêu thương để mà họ ăn năn quay đầu lại. Chúng ta nhớ vào câu chuyện người cha hoang đàn, đứa con nó đòi chia gia tài, mà theo người xưa Do Thái là khi nào cha chết thì mới chia gia tài, rồi nó cứ đòi chia gia tài để nó lấy tiền nó đi. Người cha vẫn chia, nhưng mà người cha vẫn chờ, người cha vẫn yêu thương đứa con đó. Và khi nó trở về thì người cha vẫn đón nhận nó trong một tình yêu thương trọn vẹn. Yêu thương trọn vẹn. Lúc đó cha đâu có nhắc lại cho nó là ngày xưa con, lúc trước ai biểu con bỏ đi, ai biểu con đi, bây giờ khổ thế này, gì. Không, cha chỉ đi ra đón nhận con về với tấm lòng yêu thương. Và khi thấy con mình ăn năn. Đó, tình yêu thương. Đó là một cái khi chúng ta con cái Chúa, chúng ta cũng cần có một cái tình yêu thương vô điều kiện như vậy. Có những người làm tổn thương mình. Đúng là có rất nhiều người làm tổn thương mình khi chúng ta sống trên cái thế giới này. Nhiều lắm. Và hàng ngày hàng giờ nhiều khi chỉ một câu nói thôi, mình cảm thấy tổn thương, cái thương không nổi nữa, cái người đó là cái giận. Hay là có những người không làm mình vừa lòng, mình cũng giận, mình cũng bực, cũng khó lòng mà yêu thương. Hoặc có những người mà làm điều gì mà mình không thích, mình cũng khó yêu thương lắm. Nhưng mà bây giờ hãy nhớ lại, Chúa đã yêu thương chúng ta vô điều kiện. Thì chúng ta hãy là con cái Chúa, chúng ta hãy xin Chúa cho chúng ta cũng được cái tình yêu thương đó. Tình yêu thương vô điều kiện đó đối với lại tất cả những người xung quanh chúng ta. Đừng để cảm xúc nó dẫn dắt cái tình yêu thương của mình, mà hãy yêu thương mọi người bằng cái tấm lòng yêu thương của Chúa đối với chúng ta. Như trong câu 20 ở cái đoạn này có viết, nếu có ai nói tôi yêu thương Đức Chúa Trời mà lại ghét anh em mình thì người ấy là kẻ nói dối. Vì người nào không yêu thương anh em mình thấy thì không thể yêu thương Đức Chúa Trời mà mình không thấy được. Chúng ta đã nhận nơi Ngài điều răn này, ai yêu thương Đức Chúa Trời thì cũng phải yêu thương anh em mình.
Nếu có ai nói tôi yêu thương Đức Chúa Trời mà lại ghét anh em mình thì người ấy là kẻ nói dối. Đúng như vậy các anh chị. Mình không thể nói nào, mình nói tôi yêu Chúa, nhưng mà trong lòng tôi, nhưng mà tôi lại không thích người này, tôi lại ghét người kia, tôi lại ghét những người mà mình nay đây, mình thấy đây, mình thấy trước mặt mình đây, mình lại ghét họ. Thì làm sao mà mình có thể yêu được Đức Chúa Trời khi mà mình không thấy Ngài, không thấy Ngài. Chúng ta phải yêu anh em mình trước. Chúa luôn luôn rằng các con hãy yêu anh em mình, yêu người lân cận của mình. Chúng ta hãy yêu thương họ, hãy yêu thương người lân cận của mình, yêu bằng cái tấm lòng yêu thương của Chúa. Yêu không phải từ cái cảm xúc vì chúng ta thấy họ đẹp, chúng ta thấy họ dễ thương, chúng ta thấy họ tốt với mình mà chúng ta yêu thương. Không, yêu thương mọi người, yêu thương anh em mình là yêu thương mọi người. Chúa không yêu thương mình vì mình là ai. Chúa cũng không yêu thương mình vì mình đã làm công việc gì cho Chúa. Mà Chúa yêu thương mình là vì Chúa yêu thương mình, là vì cái tình yêu thương thật của Chúa đối với chúng ta. Cảm ơn Chúa. Còn một điều này nữa. Như câu trong câu 9 nói rằng tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta đã được bày tỏ trong điều này: Đức Chúa Trời đã sai con một của Ngài đến trần gian để chúng ta nhờ con ấy mà được sống. Giờ đây chúng ta thấy rằng Chúa đã sai con một của Chúa đến trần gian để chúng ta nhờ con ấy mà được sống. Và chúng ta cũng thấy Chúa Giêsu cũng đã chịu một cái sự chết rất là đau đớn, sự chết trong cái sỉ nhục để cứu chúng ta khỏi tội lỗi, cũng như để cho chúng ta có được một cuộc sống đời đời. Vậy thì chúng ta thấy trong một cái tình yêu thương nó sẽ luôn luôn đi song hành với lại một cái sự hy sinh. Tình yêu thương nó sẽ đi luôn luôn song hành với sự hy sinh. Chúng ta thấy Chúa đã ban cho chúng ta, Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta điều quý giá nhất, điều quý nhất và duy nhất của Ngài, chính là con một của Ngài đến thế gian để cứu chúng ta. Chúa không ban cho chúng ta cái điều thừa thải và hay là thứ yếu, nhưng Chúa đã ban cho chúng ta chính con một của Ngài. Chính con một của Ngài, đó chính là một cái sự, chúng ta thấy rằng đó là một cái sự hy sinh, một sự hy sinh. Cho vậy, và chúng ta đi đó, chúng ta hãy nhìn lại mình đi, tình yêu thương của mình dành cho người khác, chúng ta có phải là một cái sự hy sinh của chúng ta, một cái hy sinh cái gì đó của chúng ta dành cho người khác không, hay là chúng ta chỉ ban cho họ cái sự thừa thải điều gì thứ yếu của mình. Thí dụ như khi chúng ta muốn đến, khi chúng ta đi thăm anh chị em mình hay là đi thăm những người khác, thì chúng ta thường là chúng ta chỉ dành cái thời gian nào chúng ta rảnh rỗi chúng ta mới đi. Rảnh rỗi đây không có nghĩa là giống như thời gian đó chúng ta không tính làm gì hết. Có thể giả sử như chúng ta có thể hy sinh một cái cuộc đi chơi để mà đến thăm người khác không? Đến thăm viếng anh chị em không? Hay là khi chúng ta giúp đỡ nhau, chúng ta có thể là chúng ta hy sinh một cái khoản nào đó mà chúng ta muốn mua để chúng ta dành cái tiền đó giúp đỡ cho cái người thiếu thốn hay không? Chúng ta hãy tự hỏi mình. Chúa dành cho chúng ta cái điều quý nhất, điều duy nhất. Chứ Chúa không dành cho chúng ta cái điều Chúa thừa thải hay là cái điều thứ yếu. Chúa dành cho chúng ta con một của Ngài. Vì tình yêu thương của Chúa, Chúa đã cho chúng ta con một của Ngài để cứu chúng ta. Vậy thì tình yêu thương của chúng ta thể hiện với người khác. Chúng ta cũng hãy xét lại mình. Và khi tôi đọc cái điều này tôi cũng đã phải xét lại mình. Hình như đúng là mình chỉ yêu thương người khác mà mình đã dành cho người khác những cái gì mình dư, những cái gì mình thừa, chứ hình như mình không có sự hy sinh, rất là hiếm, hoặc là không có cái sự hy sinh khi mà mình dành cho người khác. Khi mình nghĩ đến chuyện mà cứu giúp người khác, giúp đỡ người khác, hình như mình cũng không có phải là mình muốn hy sinh cái món này món kia, mà mình thấy mình có dư thì mình giúp. Hoặc là thời gian đi thăm viếng người khác, đi thăm viếng các anh em mình, hình như khi nào mình rảnh, mình không biết làm gì thì mình đi. Chứ còn nếu ngày đó mình đã lên kế hoạch là hôm nay mình đi chơi chỗ này, mai đi chơi, không đừng đi chơi nữa. Dành thời gian đó đến chơi, đến thăm viếng cái người chị em đang bệnh hoạn, hay là đến để đi chia sẻ lời Chúa. Hình như cái đó, hình như mình cũng không có, hình như cũng mắc vào, hình như cũng khó. Cho nên
Chúng ta hãy xét lại mình, chúng ta hãy đã, chúng ta biết tình yêu thương của Chúa đối với chúng ta như vậy. Chúng ta là con cái Chúa, chúng ta cũng phải có cái tình yêu thương như thế của Ngài. Thì chúng ta hãy xét lại mình coi, vậy thì mình đã yêu thương người khác. Mình nói cái miệng mình yêu thương, nhưng cái thật sự cái hành động của mình yêu thương người khác như thế nào? Như thế nào? Có đúng như, có giống như là cái hành động mà Chúa đã yêu thương mình và Chúa đã hành động hay không? Hay không? Thì đó là những điều mà Cương muốn chia sẻ ngày hôm nay. Xin chúng ta hãy nhớ, luôn luôn nhớ đến tình yêu thương của Chúa dành cho chúng ta, và chúng ta cũng sẽ yêu thương nhau bằng cái tình yêu thương của Chúa. Chúng ta hãy xét lại mình, cũng như Cương mình cũng khi đọc phần Đại Kinh Thánh này, Cương cũng đã tra xét lại mình rất nhiều, và cũng cầu xin Chúa hãy cho con được một cái tình yêu thương của Chúa trong chính con. Cảm ơn Chúa. Amen.